kết nối con IC này cũng khá đơn giản anh em ạ. Nó sẽ có ba cái sợi dây của động cơ tương ứng ba màu vàng này, các bạn cho đúng ở cái đây nhá, vàng này, xanh lá cây và xanh nước biển đấy, đúng ba màu. Và một sợi cảm biến ha, cảm biến của nó đây, cắm vào chỗ này đấy. Bên này nhá là chống trộm, nếu anh em có phần chống trộm thì đấu vào, nếu không có thì các bạn chỉ cần lấy một cái sợi dây này, dây tím sọc nâu. Cái dây này là dây khóa anh em nhé. Đấy, chúng ta đấu vào cực dương. Đây, cực dương, cực âm. Mình sẽ test thử với cái bộ nguồn này thôi. Mình để 68V. Âm này. Dương này. Đấy. Rồi, còn một cái sợi USB. Đây, cái này là cái cáp USB để kết nối với máy tính, cài đặt các thứ, các thông số cho nó. Đấy, cái sợi này mình đã cắm sẵn vào đây. Anh em có thể nhìn chính là cái jack này, jack 4 chân. Nhưng mà chỗ này chỉ có 3 chân thôi. Cứ cắm vô anh em nhé. Đấy, kết nối vào PC. Sau khi kết nối các bạn lên Google nhá, gõ Volton software download này. Nó ra cái trang này. Chúng ta vào cái trang này. Nó sẽ có tất cả các app và hướng dẫn cho anh em cài đặt các thứ đầy đủ hết. Đây cái app của nó, Volton Controller Software 2021 này. Các bạn tải cái này về. Cái này là những cái sơ đồ dây. Anh em có thể bấm vào đây, của mình là EM50S này. Nó đầy đủ nhá, các phiên bản của nó. À, những cái phiên bản của con IC đấy. Đấy, nó sẽ có sơ đồ dây của nó đầy đủ hết cho anh em. Đây, cái sợi nào, màu gì, chức năng gì, đầy đủ hết trong này. Chỗ này là phần hướng dẫn cái app này và các thông số trên app. Nó sẽ có đầy đủ hết cài đặt app này, các cổng kết nối như thế nào, cách kết nối với app này. Đấy, ở dưới này nhá, giao diện của app. Đây, nó hướng dẫn anh em cắm cả vào IC, cả vào máy tính, rồi vào giao diện app này, hướng dẫn chúng ta connect vào đây để đủ hết đó. Những cái chỗ nào là chức năng gì, đổi ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc ở đây. Những cái chỗ này anh em có thể dùng Google dịch, nếu mà không biết tiếng Anh ấy, thì anh em có thể dịch đọc hết tất cả, hướng dẫn đầy đủ hết chỗ này luôn. Chúng ta vọc một xíu là sẽ biết hết đó, thông số gì, chức năng gì, cái cổng gì, nó hiện tất cả ở đây rồi. Ông nào mà giỏi tiếng Anh thì ngồi đọc có một xíu là xong hết thôi đó, đầy đủ hết anh em nhé, không thiếu gì luôn. Rồi các bạn tải app về, download nó về nhé. Rồi khi download về chúng ta sẽ mở lên. Đó, các bạn sẽ bấm reset này để tìm cái cổng. Cái cổng anh em cắm cái đầu USB này vô. Rồi, của mình là con 4 đây, open. Rồi, các bạn open xong nhá. Chúng ta bấm connect. Đó, nó sẽ vào. Đây, mình hiển thị đầy đủ hết các thứ này. Hiện thế là đang là 67,7V. Cái này mình đang để 72. Nếu mà test các bạn có pin 60 hoặc pin 72, chúng ta cứ test để mình để 60 này. Các bạn muốn set nhá, đầy đủ để cho nó là EM50 đi. Rồi 60V, chúng ta bấm vào đây. Đó, các bạn sẽ lưu tất cả thông số của mình vào. Những cái này nhá, anh em có thể vừa đọc qua nãy cái có cái hướng dẫn đầy đủ cho anh em đấy rồi.
khi đổi hệ pin nhé, các bạn này vào cái app này, mình sẽ chuyển nó sang pin 72V. Đấy. Rồi, ok. Đấy, cái dây khóa này nhá, nếu mà chúng ta có trúng trộm này, các bạn bỏ cái dây khóa này ra. Rồi, bỏ dây khóa ra này thì nó sẽ không chạy. Ở đây mình có một cái bộ trúng trộm như thế này, chúng ta sẽ cắm vào đây, là không cần dùng cái dây khóa, dùng bộ trúng trộm này cắm bên này anh em nhé. Đó, đây bắt đầu mở khóa này, đây là bấm mở này khóa nhá, thì là nó sẽ không chạy được này. Đấy, báo trộm lên nhá, mở khóa này. Rồi, bây giờ để mở động cơ, các bạn bấm vào hình mở khóa này, bấm vào đây, đó, chúng ta mới có thể chạy được. Để khóa lại bấm vào đây. Rồi, bây giờ là không chạy được này. Đấy, nó còn báo trộm luôn. Như vậy là phần cơ bản đã xong. Bây giờ mình cần tìm chỗ gắn pin này và gắn điều tốc là xong anh em ạ. Thay tay ga, mình sẽ thêm một cái củ ga đôi nhé, kéo được 2 sợi. Ở trong con xe gem này thì chắc chắn là không có chỗ nào nhét được cục pin anh em ạ. Những cái trong sườn cốp này hay là trong cái yếm này không thể nhét được. Có lẽ mình sẽ độ cho nó một cái thùng ở đây. Thì lần trước mình có độ vào con Rebel vẫn còn thừa một cái thùng ở trên kia anh em ạ. Bây giờ trèo lên lấy xuống nhé. We'll be right back.
Ngon rồi anh em ạ. Như vậy hôm nay mình đã nâng cấp xong, độ xong nhá, con xe Super Dream. Xe này là xe liên doanh tàu anh em ạ. Mình độ lên xe hybrid, vừa chạy xăng vừa chạy điện anh em ạ. Chán điện thì chuyển sang xăng, hết xăng thì lại chạy qua điện thôi. Tha hồ chạy anh em ạ. Rồi, kênh Thuận Com chúc các bạn thành công. Hôm nay phần 2 mình sẽ nâng cấp cái gì tiếp anh em nhá. Hẹn lại anh em video sau, like vào nữa anh em ạ.